Vũ anh cho mày nấu trồ đánh bị xanh đó trời. Rồi nãy bữa hổm phát thằng bạn hồi mà đậu gì đó. Không cho đã ăn hẳn, không cho thêm tao cái gì. Rồi bây giờ ai chơi? Tài nữa thôi, tài rồi tập biên cũng được nữa. Mà tài, tập biên cũng được nữa. Cũng chơi được nữa. Rồi thì giúp rồi, xong thì cái kèo đó mệt quá, mệt rồi. Điểm hay không? Điểm 3-0. Điểm 4-0. Cậu đi gỡ dễ chạy đất lên đó mình đi áo chết rồi vậy đó chạy thì điểm 5-0 chỉ đâu cần lên đi rồi nó đổ đâu Nam nó hết pin rồi nhịp nó nhá nữa trời đỡ đầu mà nó điểm 1-5 điểm 2-5 sân này các bạn được đi sân khác rồi quên đi sang mấy ngõ diễn rồi đi theo mấy ngõ chơi diễn đấy để chơi diễn con giáo là mặt nó dám không dám đi con giáo đâu có thấy diễn đâu cho thấy điểm 6-2 điểm 7-2 điểm 37 điểm 84
đi. Chạy lên nó đậu dưới, chạy dưới nó đậu trên, trên chạy đi. Đồng chạy lên trước lái bên tôi đi về đủ mà hãng đi chạy với tao rồi đó mày nói. Mình lẫn luôn rồi ông về kìa. Đêm 91. Mình lẫn luôn. Trời ơi, khủng khiếp thiệt ha. Cái chân ống gì mà đổ qua được, tôi không hiểu sao qua được. Lỗ tai này cũng đổ được ra nữa không? Điểm 59. Điểm 69. Đó thấy không? Cái quấn tay á, nó hơn điểm hai điểm là khó gỡ lắm. Còn cái đầu giò này có khi 3-4 điểm. Đúng rồi. Đầu giò 3-4 điểm không có không thành vấn đề chứ. Ừ. Bảy chín nè, đó đi. Lên điểm nữa, gán điểm nữa luôn em ơi. Điểm 79. Kết thúc. Khi pháo nam nhỏ nhà bàn chấp chùm dên 2 điểm. Đánh điểm 13-11. Điểm 1-2.